là một chất liệu gỗ thuộc nhóm 1. Vân gỗ rất là đẹp cũng như là rất là giá trị và quý hiếm quý vị nhé. Hai chiếc cột này vân rất là đẹp. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày cuối tháng 12 năm 2020. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì nhà em có hoàn thiện xong một mộc, một bộ ghế phòng khách bằng chất liệu gỗ Hương Vân và bộ ghế Tần Thủy Hoàng. Đây, trước mặt quý vị thì em trước tiên em sẽ giới thiệu về tổng thể của bộ ghế này. Bộ ghế này thì là bao gồm có 6 món và là tay cột 12. Để đi vào giới thiệu chi tiết hơn thì em sẽ quay từng chiếc ghế một. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh của chiếc chiếc đoạn dài đây. Chiếc đoạn dài này có kích thước phổ bì là 2m4 và phần quân tranh này là sâu 57. Bộ ghế này nhà em là làm là phần yếm là yếm liền, cũng như là mặt ván ghế liền. Phần tay là tay cột 12. Còn về đường nét họa tiết cũng như hoa văn thì là em làm cũng như những cái sản phẩm khác em giới thiệu, là phần vách này có đục các hoa văn triện của Trung Quốc, là bao gồm có rơi ở phần trương cũng như là phần vách là hoa hồng. Ngoài ra hai cột thì có đục là đầu trống nghê. Đó. Tuy nhiên là bộ này là bằng sử dụng chất liệu là chất liệu gỗ Hương Vân. Vân gỗ tự nhiên rất là đẹp. Tiếp theo là phần mặt bàn. Mặt bàn này thì là bàn này có kích thước là bề ngang là 67 và sâu là 1m37 quý vị nhé. Và hai chiếc đôn này thì một chiếc đôn nhỏ kích thước là 38x38. Chiếc đôn kẹp bàn bên trong này là kích thước là ngang là 67 và sâu là 38. Phần mặt bàn này là ghế đây. Đó. Bên này là hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ. Hai chiếc ghế nhỏ này thì kích thước là sâu là 57 và bề ngang là 95 tính theo phần quân tranh. Để em sẽ lìa máy lại gần hơn, chi tiết hơn để cho quý vị xem được cái phần vân gỗ của hai bộ ghế này. Vân gỗ tự nhiên rất là đẹp quý vị nhé. Thì chất liệu gỗ Hương Vân này là một chất liệu gỗ thuộc nhóm 1. Vân gỗ rất là đẹp cũng như là rất là giá trị và quý hiếm quý vị nhé. Vân rất là đẹp, vân vằn vèo luôn, vân gỗ tự nhiên vằn vèo luôn. Gỗ Hương Vân này thì là rất là khan hiếm, rất là khan hiếm. Và cái sản lượng gỗ nó không thể nhiều, không nhiều như là gỗ hương đá hay là gỗ hương đỏ. Gỗ Hương Vân này sẽ hiếm hơn, khai thác là hiện tại khai thác được khai thác nhiều hơn thì là rất là hiếm. Đây, cái cột này quý vị thấy cái cột của cái nhỏ vẫn rất là vằn vèo. Tổng thể bộ ghế đây. Về mẫu ghế Tần Thủy Hoàng ấy thì không giới thiệu nhiều về mẫu mã nữa, mà em chỉ quay về cái phần vân gỗ của bộ ghế này thôi. Về điểm đặc sắc là vân gỗ này khác so với những cái vân gỗ khác như là vân gỗ hương đá hay là vân gỗ gõ đỏ thôi. Và cái gỗ hương xạ hương vân này thì màu nó sẽ sậm hơn quý vị nhé, nó sẽ có một cái màu đỏ sậm. Còn sản phẩm này hiện tại là cứ phun một nước lót. Này là đứng ngoài đường này, quay người ổn cho nhiều phương tiện đi lại. Thì quý vị nào có nhu cầu mà muốn sở hữu một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng khoảng cách bằng chất liệu gỗ Hương Vân như này thì cứ liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Quan Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 50 0886 và website là đồ gỗ Tùng Tám .com. Mọi người mà quan tâm đến các sản phẩm đồ gỗ nội thất khác thì có thể bấm like để ủng hộ chúng tôi, cũng như là bấm theo dõi đăng ký kênh để có thể xem thêm về những cái mẫu bàn ghế phòng khách sắc khác. Ok mọi người.